Vâng, shop em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê đi bẫy chim. Thì hôm nay tiếp tục giới thiệu cho các bác cái mẫu pin để thay thế cho các bác những cái dòng loa của các bác nhá. Các bác nào đang có nhu cầu tham khảo về những cái mẫu pin thay thế trong loa thì có thể liên hệ trực tiếp bên shop theo 3 số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Shop em đến từ Bắc Giang, luôn luôn là giao hàng ship hàng qua ngành bưu điện anh em nhé. Nhận hàng các bác mở ra kiểm tra, đúng sản phẩm thì các bác mới phải thanh toán tiền. Đây là cái mẫu pin của loa AT100 thôi nhá. Đây, pin AT100 thì như ông thấy là nó sẽ có hai viên pin. Đấy, một viên pin đôi và một viên pin đôi. Hai viên này nó sẽ dính nhau như này thôi nhá. Đấy, dính nhau như này để các bác sử dụng cho cái dòng loa AT100. Pin của nó là 4000 mAh. Các bác tương đương đến 15 đến 17 tiếng các bác mở liên tục thôi nhá. Cái pin này khá là bền, anh em sử dụng khá là ok. Chất lượng của nó là khá là ổn định các bác nhá. Đấy, như con AT100 này là các bác nếu như các bác mua lâu rồi mà nó hỏng pin trong loa thì có thể liên hệ bên em để thay thế các bác nhá, mua pin trong loa. Đấy, và cái dòng pin này AT100 hôm nay về là khá là nhiều. Đấy, bên em cung cấp cả tất cả các dòng pin trong loa hay là pin dự phòng. Đấy, là một bên đơn vị bán hàng thì bên em bán cung cấp rất nhiều mẫu pin các bác nhá. Pin hôm nay thì hàng về pin thay thế cho loa AT100. Đấy, thì ngoài ra thì bên em cung cấp cả tất cả các dòng loa đài điều khiển từ xa, từ dòng rẻ tiền cho đến hàng cao cấp các bác nhá. Đấy, pin trong loa này thì giá cỏ rất là hợp lý. Đấy, cho dùng cho AT100. Đấy, anh em mua rồi thì các bác biết pin của nó là 4000 mAh, chỉ thay thế cho dòng loa AT100 thôi. Thế còn những cái dòng loa 898 thì các bác có thể là dùng cái pin khác. Đấy, ngoài bên em cung cấp đầy đủ các bác nhá. Đấy. Đây là pin AT100. Đấy, và cái pin thay thế của loa dòng loa 898 thì nó chỉ có một viên thôi. Đấy, không có dính đôi này đâu. Đấy, nên là các bác nào đang có nhu cầu tham khảo về tất cả dòng pin này thì có thể liên hệ bên em. Đấy, thì các bác mua về bác chỉ cần tháo 4 con vít ở trên đỉnh thôi, bác đây có công tắc đầy đủ rồi. Các bác về các cắm vào là ok, là sạc bình thường. Đấy, vì các bác mua lâu rồi có thể nó bị chai pin, kém chất lượng, nó không tích điện nữa thì có thể mua cái pin này về thay thế không nhá. Đấy, nên là các bác tham khảo nhá. Đấy, các bác mà chơi lâu rồi thì có khả tham khảo cái dòng loa pin này. Thế còn các bác mới chơi thì có thể tham khảo cái dòng loa AT100 này để mua cho mình, lựa chọn cho mình một chiếc loa AT100 hàng bên khủng nhá. Chất lượng cao cấp, âm thanh thì là quá là ổn định luôn. Đấy. Một cái video rất là ngắn thôi, em sẽ kết thúc video đây. Xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem được video thì cho em xin một like và đăng ký kênh nhá. Và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết.